Ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Ok. Cho chết đi. Mày kém đéo đi. Cái gì? Nào nào. Con lạnh bằng. Nhưng mà buồn ngủ thật nhưng mà dậy sớm. Đéo gì. Loại mày tất ngủ sớm. Cả 11 giờ không mới tầm. Bố mày tầm 1 giờ mới ngủ. Dạ. Địch mày dậy ngoài bắt lụt ra nếu mà mình đi được 1 giờ thì mình chết. Tết 4 giờ ta mới ngủ. Từ mùng 1 đến mùng 4, tất 4 giờ 3 giờ sáng mình ngủ. Xong trưa. Thế trưa mới dậy, đi xem nó thiên cơ mà nhà ngủ làm cái đéo gì. Cái thịt kho gọi đi ra bóng mỏi hết người. Thì thả đi miếng béo thích. Địt mẹ cứ mỏi đéo còn đi. Ở nhà sớm. Địt mẹ ngủ mẹ đi, địt mẹ chứ địt mẹ ngủ quý. Đi xe đi, tiếp chạy cho ông Sơn. Nghiệp của Sơn đi xe. Mỏi. Lộ với lộ cái này. Ôi thì địch mẹ tao tưởng mày đi mi đặt béo. Ừ thì đi mi đặt béo là anh đi chó. Địch mẹ ra thì thiên chó này. Nếu buồn cười. Thế đang nhìn mặt. Ở mà đặt béo nó đá mà, nó bắt gôn. Ờ, đặt béo nó đá mà, không đi cái đảo à. Đi béo là anh ta để đi nhỏ. Người chơi chính là anh nhé, anh có một bờ vai. Thế mà mẹ thích ăn ở nhà mặt gồ chẳng ngon gì nhé. Tại đội thưởng nó đông rồi, nó không đi, nó ăn nhà mặt gồ. Mẹ gồ ăn nhà mặt gồ đấy, mẹ nghĩ sao mẹ cũng còn đẩy vào. Dù mai mưa đã, anh em là người vỡ trôi. Đừng gọi đơn ngờ, đã có em bờ đây sẽ chia. Chẳng cần bận tâm, lo lắng hay bận tâm điều gì. Làm vợ hai đứa, làm vợ yêu anh. Nhà mình nghe độ thử ngon hơn nhiều rồi. Ta thấy nhà mình cô định mẹ, đúng. Như cái đầu khớp cơ. Mà địch mẹ nhà đội thưởng nó đông người nhưng mà nó vẫn kiểm soát được. Cứ một lúc là có đồ ăn. Đéo phải chờ lâu. Nhà mình vô thì bà nó trò thịt mãi nó cái đầu. Đầu thích rồi. Mẹ nó vừa đi vừa chết đấy. Anh chơi gần rồi anh ơi. Anh ơi quá anh đời. Anh sẽ rất hạnh phúc. Bây giờ người đầu tiên nó chính em. Vậy là đã tôi một xong các bạn. Một trái tim muốn anh ngầu làm vợ anh nhé. Anh có sẽ chia mang đến cho em sự bình yên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôi mò nhé. Lôi dù ngắn khói vơi bận tâm lẽ chia bận tâm lo lắng bận tâm điều gì dù hai đứa trọn đời yêu em mãi nhé. Anh nhé anh con tí á con nghe. Cho em. Vậy là mình đã tâm một xong. Nhớ các bạn đi hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những
chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Như vậy video mình thông minh các bạn. Xin chào các bạn nha, mình sẽ chơi quần của bạn. Tiếp ra ngoài kia chơi đi, Tiếp ơi. Bọn này toàn mỗi ả cái sao anh, skin. Đi ra ngoài kia. Đúng mẹ.
Như vậy video của mình kết thúc đây.